Kinh định luật nghiệp Chủ nhân của nghiệp Tôi nghe như vậy Có một hôm nọ Đức Phật ở tại tịnh Xá Kỳ Viên Do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng Có một thanh niên tên là Supa Thăm viếng chào hỏi, đảnh lễ Phật Ngồi xuống một bên Rồi bạch Phật rằng Kính bạch Thế Tôn do vì nhân gì và duyên thế nào mà trong loài người có gia đình giàu có gia đình nghèo có người giàu sang có kẻ nghèo khó người nhiều sở hữu kẻ chẳng có chi có người sống thọ có kẻ chết yểu có người cường tráng có kẻ bệnh tật có người đẹp tướng có kẻ xấu xí có người quyền bính có kẻ yếu thế có người trí tuệ có kẻ ngu đần kính sinh thế tôn từ bi chỉ dạy này các đệ tử trong loài hữu tình con người chính là chủ nhân của nghiệp là người thừa kế gia tài của nghiệp nghiệp là bào thai nghiệp là quyến thuộc nghiệp là điểm tựa chính nghiệp phân chia thiên sai vạn biệt giữa các hữu tình cũng như loài người nghiệp sát hại hận thù kính xin thế tôn giải thích rõ hơn những điều ngài dạy về bản chất nghiệp này các đệ tử nếu có người nam hoặc là người nữ giết hại tàn nhẫn bàn tay lấm máu thích việc đã thương bằng các vũ khí hoặc bằng dao gậy không có từ bi đối với sự sống của các chúng sanh thì do nghiệp này sau khi qua đời tái sinh cõi dữ như loài động vật nếu sanh làm người sống đời yểu thọ thường bị bệnh tật tốn kém tiền bạc ảnh hưởng sự nghiệp tâm không được an khó được hạnh phúc nếu có người nào có lòng từ bi thương xót chúng sinh bảo vệ mạng sống thì được trường thọ khỏe mạnh bình an không bị não phiền nếu có người nam hoặc là người nữ bực tức nóng giận căm phẫn chống đối hay dễ phật lòng thể hiện bất bình vào việc lớn nhỏ thì do nghiệp này nhan sắc xấu đi ảnh hưởng sức khỏe sau khi qua đời tái sinh cõi dữ nếu có người nam hoặc là người nữ có tâm tật đố tị hiềm người khác khi có được quyền lợi tài sản danh tiếng thành công nhan sắc sức khỏe được người quý trọng thì do nghiệp này người ấy sẽ bị khổ đau dằn vặt mất hết hạnh phúc gặp nhiều quả xấu lận đận bất an nghiệp phước báo nếu có người nam hoặc là người nữ cung kính cúng dường các bậc chân tu, các nhu yếu phẩm, nhờ đó chuyên tâm vào việc tu học, hóa độ chúng sinh, thì nhờ phước này gặp nhiều thuận lợi, làm ăn phát đạt, đầy đủ tiện nghi. Nếu có người nào thực tập chia sẻ, giúp người hoạn nạn, bất hạnh, cơ nhở, thoát cảnh khổ đau, thì được hạnh phúc và nhiều phước báo. Nghiệp kiêu mạng nếu có người nam hoặc là người nữ có thói kiêu mạn cho mình số một ngạo nghễ bất kính không biết đảnh lễ những người đáng lại không biết nể trọng những người đáng nể không biết nhường chỗ cho người đáng nhường không biết nâng đỡ những người đáng giúp thì do nghiệp này không ai quý mến thường bị cô lập tâm lý cô đơn sống trong bất hạnh đời sau tái sinh vào cảnh giới xấu gia đình thấp kém tham vấn nhân quả nếu có người nam hoặc là người nữ biết đến chùa chiền gặp người chân tu tham vấn đạo lý đâu là thiện ác đâu là phạm tội và không phạm tội điều cần thực hành và điều nên tránh đâu là hạnh phúc và đâu khổ đau tôi đã làm gì có ảnh hưởng xấu Tôi phải làm gì để được an vui Đời này đời sau Nhờ biết tham vấn Nên biết đạo lý Sống đời đạo đức Làm nhiều việc lành Đạt nhiều phước báu Đầy đủ trí tuệ Sống trong an vui Một cách dài lâu Tốt xấu do ta Này các đệ tử Gieo nghiệp, yểu thọ thì gặt đoạn thọ giao nghiệp sống thọ thì gặt sống lâu giao nghiệp khỏe mạnh thì ít bệnh tật giao nghiệp phước tướng thì gặt nhan sắc giao nghiệp địa vị thì gặt quyền lực giao nghiệp phú quý thì gặt tài sản giao nghiệp cao quý thì gặt sang trọng giao nghiệp mê tín thì gặt si mê giao nghiệp vô minh thì gặt bất hạnh tất cả các nghiệp dù lớn hay nhỏ cố ý vô tình đều là con đường dẫn đến nghiệp quả này các đệ tử nên nhớ lời ta con người chính là chủ nhân của nghiệp là người thừa kế gia tài của nghiệp nghiệp là bào thai nghiệp là quyến thuộc nghiệp là điểm tựa chính nghiệp phân chia thiên sai vạn biệt giữa các hữu tình cũng như loài người quy ngưỡng phật pháp khi đức phật dạy về bản chất nghiệp và quả của nghiệp thanh niên supa tán dương phật rằng kính lễ thế tôn người đã dựng đứng những gì bị ngã người đã lật ngửa những gì bị úp người đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mặt nhìn thấy mọi vật chánh pháp của phật thật là vi diệu, con xin trọn đời nhận Phật làm thầy, nhận pháp làm thầy, nhận tăng làm thầy, trọn đời quy ngưỡng thực tập an vui.